Chúng ta của 8 năm sau, ông Quảng để lại bức thư cho Dương khăn gói ra đi. Nhưng tưởng rằng trải qua những năm tháng trả giá cho những tội lỗi của mình, thì giờ đây khi cuối đời, chút hy vọng mong manh được con thấu hiểu và tha lỗi cho mình sẽ được đền đáp. Nhưng không, một lần nữa ông Quảng lại phải cay đắng rời xa con gái khi nghe những lời nói oán trách đầy cay nghiệt của Dương dành cho mình. Con xin bố, bố có làm gì thì làm, nhưng làm ơn đừng lấy lý do là vì con nữa. Gấp từng chiếc áo vào vali, ông đau đớn nhìn xung quanh. Cuộc đời ông đã mắc nhiều sai lầm, nhưng ông cũng phải trả giá khi vợ và đứa con trai của ông ra đi để ông một mình cô độc. Rồi ông phải vào tù vì những tội lỗi của mình. Nhưng một chút hy vọng cuối cùng là có thể bù đắp lại cho con gái của mình. Ông đã dành tất cả những gì yêu thương nhất cho Dương, lọ mọ từng ngày để có thể nấu cho cô một bữa cơm sáng, đợi chờ hàng đêm để về được cùng con gái ăn bữa tối. Chỉ hy vọng rằng những điều bình dị đơn sơ đó có thể bù đắp lại chút ít nào khao khát có bố ở tuổi thơ của Dương. Nhưng cuộc đời lại quá cay nghiệt, ông trời lại như trêu ngươi chia cắt cả hai. Mù Loan đã ngậm máu phun người, khiến cho hiểu lầm của Dương về bố lại đầy nghiệt ngã. Thực ra có thể hiểu cho Dương, bởi cuộc đời cô đã quá nhiều đau khổ. Giờ đây cô muốn rủ bỏ quá khứ hướng tới tương lai thì một gáo nước lạnh lại ập tới, mà lại chính từ người bố của mình. Bởi trong quá khứ Dương đã cật lực phản đối bố, bởi bố đã chèn ép người khác dùng tiền để can thiệp vào cuộc sống của mình. Thậm chí mối tình với Lâm cũng vì bố chèn ép nên mới chia xa. Chính vì thế giờ gặp chuyện này không khó khi Dương lại mất niềm tin và oán trách ông Quảng như vậy. Ông Quảng lặng lẽ kéo chiếc vali rời đi khỏi nhà. Dương trở về nhà, một sự im lặng khiến cho cô hơi ngạc nhiên. Thường ngày sẽ là sự đon đả chào đón của bố bằng những câu đầy ấm áp. Con về rồi đấy à, bố đang để cơm cho con đấy, con tắm đi rồi mình vào cùng ăn. Dương nhìn xung quanh một lượt không thấy ai, cô toàn bước lên cầu thang đi qua phòng ngủ của bố, vẫn chỉ là một sự im lặng. Dương đến bên, cô hơi ngập ngừng, cô quyết định gõ cửa, nhưng vẫn là một sự im lặng khiến cô ngạc nhiên. Vặn cửa khóa bước vào, trước mắt Dương, chăn ga gối đã được cuốn lên, tủ đồ chỉ còn lại những chiếc móc trơ trọi. Bác ơi! Dương gọi lên rồi chạy ra ngoài nhìn, nhưng không một tiếng hồi đáp nào vang lên cả. Cô chạy xuống bàn ăn, lồng bàn vẫn để lại với những món ăn mà cô thích thường ngày. Bên dưới là một bức thư, Dương cầm lên mở ra. Con gái của bố, đây là những món ăn mà con thích nhất, và là lần cuối cùng bố có thể tự tay nấu cho con những món này. Hy vọng con có thể ăn nó để bố vui lòng. Bố xin lỗi vì những gì bố đã mang đến phiền toái cho con. Bố đã từng rất hy vọng có thể giúp con được tốt hơn, bù đắp lại cho con những gì mà bố đã gây ra. Nhưng quả thật, càng cố gắng, bố lại càng khiến cho con thất vọng. Bố xin lỗi, bố sẽ không làm phiền con nữa. Bố sẽ chuyển về quê sống, có phải lo cho bố đâu, yêu con. Dương gấp bức thư lại, một sự hụt hẫng mông lung và cô độc trào dâng trên lòng cô đến đáng sợ, nghẹn ngào.